chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sáng kiến hay chủ động. Chủ động hay sáng kiến có nghĩa là gì? Sáng kiến là tất cả về chịu trách nhiệm. Một sáng kiến là lần đầu tiên trong một loạt các hành động. Sáng kiến cũng có thể có nghĩa là một chất cá nhân mà các chương trình sẵn sàng để có được những điều thực hiện và lấy trách nhiệm. Một sáng kiến là sự khởi đầu của một cái gì đó với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục. Ví dụ về sáng kiến là gì? Nếu bạn vẫn đang loay hoay nghĩ về một ví dụ về một thời điểm bạn có thể thực hiện sáng kiến. Thứ nhất, suy nghĩ có tính đổi mới. Thứ hai, giải quyết vấn đề. Thứ ba, doanh nhân. Thứ bốn, sáng tạo. Thứ năm, khả năng lãnh đạo. Thứ sáu, tự tin và tự tin để thử một cái gì đó mới. Thứ bảy, nhanh chóng học hỏi. Thứ tám, làm thế nào bạn có thể chủ động. Sáng kiến là gì và tại sao nó quan trọng? Sáng kiến là khả năng tháo vát và làm việc mà không phải luôn luôn được bảo phải làm gì. Nó đòi hỏi sự kiên cường và quyết tâm. Những người thể hiện sự chủ động chứng tỏ họ có thể suy nghĩ và hành động khi cần thiết. Nó có nghĩa là sử dụng đầu của bạn và có ổ đĩa để đạt được. Làm thế nào để bạn thể hiện sáng kiến? Dưới đây là những lời khuyên để giúp bạn trở thành một trong những chuyên gia chủ động và chủ động hơn trong công việc. Thứ nhất, không bao giờ đứng yên. Thứ hai, làm nhiều hơn và cần thiết của bạn. Thứ ba, hãy suy nghĩ như một thành viên trong nhóm, không phải là một nhân viên. Thứ bốn, nói lên và chia sẻ ý tưởng của bạn. Thứ năm, giả mạo cho đến khi bạn thực hiện nó. Thứ sáu, hãy xem xét mọi cơ hội. Thứ bảy, luôn luôn chuẩn bị. Thứ tám, hãy tự quảng cáo. Sáng kiến của nhân viên là gì? Một hành động của một cá nhân bắt đầu một quá trình, thường được thực hiện mà không có ảnh hưởng quản lý trực tiếp. Ví dụ một nhân viên có thể chủ động đưa ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà công ty có thể cung cấp. Định nghĩa của bạn về sáng kiến là gì? Sáng kiến là tất cả về chịu trách nhiệm. Một sáng kiến là lần đầu tiên trong một loạt các hành động. Sáng kiến cũng có thể có nghĩa là một phẩm chất cá nhân cho thấy sự sẵn sàng hoàn thành công việc và chịu trách nhiệm. Một sáng kiến là sự khởi đầu của một cái gì đó với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục. Sáng kiến trông như thế nào? Khi bạn thể hiện sự chủ động, bạn làm mọi việc mà không được nói. Bạn tìm ra những gì bạn cần biết. Bạn tiếp tục đi khi mọi thứ trở nên khó khăn. Và bạn phát hiện và tận dụng những cơ hội mà người khác đi qua. Bạn hành động thay vì phản ứng. Trong công việc, hầu hết chúng ta đã thấy sáng kiến trong hành động. Làm thế nào để bạn chủ động trong cuộc sống? Những cách để có nhiều sáng kiến hơn trong cuộc sống và kinh doanh của bạn. Thứ nhất, đặt nhiều câu hỏi. Thứ hai, lập một danh sách và hoàn thành nó. Thứ ba, nhận ra sai lầm của bạn. Thứ bốn, sở hữu những sai lầm đó. Thứ năm, hãy để tiếng nói của mình được lắng nghe. Thứ sáu, mục tiêu đề ra. Thứ bảy, tích cực tham gia. Thứ tám, nắm bắt cơ hội mới. Có nghĩa là gì để bắt đầu một sáng kiến? Một sáng kiến là sự khởi đầu của một cái gì đó với hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục. Chính phủ và doanh nghiệp bắt đầu các sáng kiến tất cả các thời gian. Bạn cũng có thể nói về sáng kiến như một phẩm chất cá nhân. Một người có sáng kiến được thúc đẩy để làm việc. Nếu bạn chủ động, bạn sẽ sẵn sàng tự mình hoàn thành công việc. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.